Mephi. Đây là website của dự án có tên là mephi.io. Đây là tương lai của nền tảng nhân lực y tế được phân cấp tích hợp. Và đây là hệ sinh thái của cái dự án này. Trao quyền cho các quốc gia đang phát triển và kém phát triển với dịch vụ chăm sóc sức khỏe có thể tiếp cận, giá cả phải chăng và xác thực, cải thiện các tiêu chuẩn về chất lượng y tế về các vùng ở nông thôn và nghèo khó, hệ sinh thái mạnh mẽ của các chuyên gia y tế, chăm sóc sức khỏe, nhà cung cấp, bệnh viện, các công ty dược phẩm, cơ quan nghiên cứu và chính phủ, phát triển các giải pháp blockchain, trí tuệ nhân tạo, học máy và nền tảng dẫn dắt để tạo ra một mô hình phân phối chăm sóc sức khỏe hữu ích. Và cách tiếp cận của chúng ta là theo IBEF vào năm 2020, thị trường máy telemedicine của Ấn Độ sẽ là 32 triệu USD và thị trường chuẩn đoán sẽ là 32 tỷ USD. Mephi có ý định chiếm 50% cả phân khúc thị trường bằng cách nhắm mục tiêu đến dân số nông thôn và bán đô thị chiếm 70% dân số 1,3 tỷ của Ấn Độ, hợp tác với 70% bệnh viện ở khu vực nông thôn và bán đô thị, triển khai các phòng khám chăm sóc Mephi và ở tất cả các 29 tiểu bang và có gần 5.500 khối ở Ấn Độ. Mephi dự định có một phòng khám chăm sóc Mephi trong mỗi khối trong 3 đến 5 năm tới. Triển khai các sản phẩm và dịch vụ tại Úc, Châu Phi và Nam Mỹ. Mephi dự định chiếm 3 đến 40% thị phần và là người lãnh đạo chăm sóc sức khỏe tiểu học và trung học. Mephi sẽ lên 6 triệu thuê bao trong 3 năm tới. Điều này sẽ dẫn đến hàng triệu giao dịch mỗi năm. Về chi phí lãnh đạo này, một giải pháp và dịch vụ chăm sóc sức khỏe, giá cả phải chăng. Và hiện tại chúng tôi đang cung cấp giải pháp dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho 3.000 người đăng ký và chi phí thấp hơn 80%. Về quan hệ đối tác là quan hệ đối tác người trước với trí tuệ AI và robotics, quan hệ đối tác với các tổ chức phi chính phủ, bệnh viện và bác sĩ, nhà thuốc, công ty dược phẩm và chính quyền địa phương, xác nhập và mua lại trong lĩnh vực công nghệ và chăm sóc sức khỏe và triển khai các phòng khám đa khoa Mephi, SNRO và công nghệ hiện đại. Phương pháp tiếp cận trung tâm của con người là tạo điều kiện cho giáo dục tự giác và nhận thức ở các vùng nông thôn và nghèo khó. Sự khác biệt sản phẩm là nền tảng của Mephi là một giải pháp hoàn chỉnh sẽ được các bệnh nhân và các thực tế khác tiêu thụ trong hệ sinh thái của nó. Mô hình của doanh thu, đây là cái mô hình sẽ đem lại cái doanh thu cho cái dự án Mephi này. Và chúng tôi là duy nhất cách chất lượng Mephi không còn được thúc đẩy bởi các công nghệ tiên tiến, chúng tôi sẽ được biết đến trong ngành chăm sóc sức khỏe vì cách tiếp cận độc đáo của chúng tôi trong việc cung cấp các dịch vụ Mephi sẵn có và dễ tiếp cận với mọi người với chi phí thấp nhất có thể, trong khi vẫn duy trì mô hình kinh doanh bền vững. Một nền tảng được xây dựng xung quanh những thách thức của thị trường Ấn Độ, một trong ba thị trường chăm sóc sức khỏe hàng đầu. Mephi có phiên bản đầu tiên thiết bị XS vào tháng 3 năm 2018. Hiện tại nó có 3.000 người đăng ký. Mephi sẽ được biết đến với phương pháp tiếp cận trung tâm của con người. Dự án của chúng tôi nhắm vào một thị trường lớn nhất chăm sóc sức khỏe và tạo cơ hội cho người dẫn đầu thị trường hơn 60%. Mephi sẽ triển khai các phòng khám bằng gạch và vữa để tạo điều kiện chăm sóc sức khỏe sơ cấp và thứ cấp. Đây là các đội ngũ nhóm cốt lõi của chúng tôi. Đây là Sanjay Sinha, CEO founder và giám đốc điều hành, giám đốc công nghệ của dự án này. Ông là người sáng lập của Mephi, ông là doanh nhân và có tầm nhìn xa trông rộng với hơn 22 năm kinh nghiệm. Ông có một sự hiểu biết sâu sắc về ngành y tế và là một chuyên gia trong các công nghệ khác nhau. Đây là Kuma, đồng sáng lập và bán hàng và hoạt động. Kaushik Kuma là người đồng sáng lập của Mephi, ông có 16 năm kinh nghiệm trong việc bán hàng, phân phối và cam kết chiến lược lớn. Ông là bằng MBA của một trong những trường MBA uy tín. Đây là Peter Watts, đóng vai trò của CEO. Peter là một cố vấn cao cấp đáng tin cậy, được tôn trọng, được công nhận cho tầm nhìn chiến lược, khả năng lãnh đạo, suy nghĩ và nhạy bén trong thương mại mạnh mẽ. Peter có MBA của các trường kinh doanh London. Đây là Krishna Balam Muzali Krishna, chuyên gia bảo mật mạng. Bala là một trong những cái tên được kính trọng ở Sydney và trong an ninh mạng. Ông có chuyên môn sâu về an ninh công nghệ thông tin. Đây là nhà phát triển blockchain,
Pushpendu là một nhà phát triển framework và JS framework của Mephi. Ở đây là nhà phát triển của IoT và nhà phân tích y sinh. Breeze là nhà phân tích và phát triển IoT và biomedical của Mephi. Về đây là tính di động. Suham là nhà phát triển của Mobility and GS của Mephi. Đây là những trang đã liệt kê cái dự án này ở trên ICO Ranker này, Coin Market này, ICO Channel, Crypto Potential và cùng nhau tạo nên sự phát triển này. Về cái nền tảng của dự án này, Mephi là một nền tảng tích hợp y tế trên mạng blockchain, tư nhân được phân phối để chuẩn đoán bệnh nhân chính xác dựa trên các điều kiện sức khỏe của họ, dữ liệu y tế trong quá khứ, tuân thủ điều trị và đo tham số sức khỏe từ thiết bị chẩn đoán hỗ trợ của Mephi IoT. Đây là telemedicine, mọi người đều nhận được ra tầm quan trọng của telemedicine. Đây là một lợi ích của nó đối với xã hội lớn hơn vì nó có thể cho phép tiếp cận chăm sóc sức khỏe để truy cập từ xa các địa điểm. IoT Mephi cung cấp các chỉ số sức khỏe liên quan đến bác sĩ dưới dạng kỹ thuật số để chẩn đoán bệnh nhân. AI hướng dẫn theo toa chẩn đoán bệnh và truy tìm nguồn gốc nguồn cung ứng. Về giải pháp Mephi và lộ trình, đây là năm 2018 là ứng dụng thu thập dữ liệu, tháng 3 năm 2018 là ra mắt bản beta của Mephi Care, tháng 3 năm 2018 tiếp là chẩn đoán được hỗ trợ bởi IoT Mephi X beta ra mắt tháng 3 năm 2018 là first Mephi X free Mechan Centric thiết lập. Tháng 3 năm 2018 là khởi chạy ứng dụng Mephi Doctor App Alpha. Tháng 8 năm 2018 là khởi chạy ứng dụng Mephi Doctor Beta. Tháng 9 năm 2018 là khởi chạy Beta của Mephi Pharma. Tháng 3 năm 2019 là nâng cấp Mephi X để đã bao gồm 70% các xét nghiệm thường xuyên của bác theo quy định của bác sĩ. Và tháng 3 năm 2019 là API Mephi và Analytics. Tháng 6 năm 2019 là toa thuốc có hướng dẫn. Tháng 12 năm 2019 là chẩn đoán và viết toa thuốc. Tháng 12 là sự quản lý của bệnh viện. Về đây là sẽ cải thiện các quyết định của bác sĩ lâm sàng và các nhà khoa học cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe khác. Tập truy cập mọi lúc mọi nơi Mephi and Consult là cho phép mọi người truy cập mọi lúc mọi nơi bằng cách sử dụng nền tảng công nghệ hiện đại, chuỗi cung ứng là giải quyết các loại thuốc giả với khả năng truy xuất thuốc hoàn chỉnh. Và tháng 10 năm 20, các mốc của Mephi tháng 10 năm 2014 là ý tưởng hình thành từ tháng 10 năm 2014, tháng 10 năm 2015 là phát triển thử nghiệm bắt đầu từ tháng 10 năm 2015. Tháng 6 năm 2016 là công nghệ thông tin Mimi được thành lập tại Ấn Độ, và tháng 6 năm 2016, tháng 3 năm 2016 là bản beta Last Mark của năm 2018. Tháng 6 là bản Mephi được thành lập tại Australia vào tháng 6 năm 2018. Tháng 7 là Free ICO. Tháng 4 là giới thiệu toàn cầu bắt đầu từ tháng 4 năm 2019. Về bán token, các công dân thuộc Trung Quốc này, Hoa Kỳ này và bất kỳ quốc gia và lãnh thổ nào khác bị cấm bán hàng, chỉ có những các nhà đầu tư được công nhận, thì giá Bitcoin và Ethereum sẽ được đặt ở mức giá hiện tại hiện hành vào nửa đêm hoặc trước khi bắt đầu bán mã token. Tất cả các token sau khi cross sale hoàn tất sẽ được phân phối. Bạn phải có một ví ERC20 để nhận mã thông báo của Mephi. Tất cả các token sẽ được giao dịch cho đến khi Mephi được niêm yết trên các sàn giao dịch. Để đăng ký và bán token sẽ diễn ra trên trang web của chính thức là mephi.io. Nhóm Mephi sẽ không bao giờ gửi địa chỉ Ethereum Bitcoin cho các khoản đóng góp tư nhân, yêu cầu dữ liệu cá nhân hoặc chấp nhận được tài trợ được
trực tiếp hãy cảnh giác với những nỗ lực lừa đảo nếu bạn thấy bất kỳ hoạt động nào đáng ngờ nào, vui lòng lưu ý đến chúng tôi. Về thông tin là bán công Mephi sẽ tạo ra tổng cộng 200 triệu, thì trong đó có 25% sẽ được đặt trước và 75% sẽ được bán ra công chúng, và tổng số token là 200 triệu Mephi, hashcap là 35 triệu USD, softcap là 10 triệu USD, có sẵn sẽ bán ra cộng đồng là 175 triệu 600 nghìn Mephi, phân bổ free sale là 50 triệu Mephi, và một Mephi sẽ có giá là 0,2 đô và sẽ được bonus 15%. Và bán cross sale ngày bán đây được công bố trong thời gian free sale và phân bổ là 118 triệu 100 nghìn Mephi, và một Mephi sẽ có giá là 0,3 đô và sẽ không có bonus. Vòng bán hàng cross sale sẽ không có bất kỳ hoàn thưởng nào, và yêu cầu trong cái giai đoạn free sale là danh sách trắng bắt đầu từ ngày 8 tháng 6 và free sale sẽ được công bố đóng góp tối thiểu là 50 Ethereum đến 1.000 Ethereum, đóng góp tối thiểu tối đa là từ 5 Bitcoin đến 80 Bitcoin. Về yêu cầu trong cái giai đoạn cross sale là min đầu tư sẽ là 0,2 Ethereum, và phân phối quỹ này về dành cho marketing và partner long term là 3,75%, dành cho cross sale là 59%, dành cho free sale là 28,75%, dành cho team và advisor là 28,75%, dành cho phát triển công ty là 28,75%. Vừa rồi là những cái thông tin về cái dự án Mephi. Các bạn có thể truy cập vào trang Mephi để đăng ký vào whitelist và chờ có thể mua giai đoạn trong giai đoạn free sale, hoặc có thể đợi đến giai đoạn cross sale. Video của mình đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.